Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 0. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 2, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1820, 9736, 7418. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5450. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 13222, 56147, 73613, 63779, 24350, 74273, 42100. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87853, 98406. Giải 2 trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31997. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28967. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5238 39. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5238 39.